Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị ba trận cờ rất hay của nữ tướng đang nổi, Lương Nhiên Đình, tưởng thua 100% nữ tướng phế xe hạ số 2. Trận đầu tiên, Trịnh Duy Đồng cầm đỏ đi tiên, Lương Nhiên Đình cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
将军。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 
Chơi đến đây sát cục Trịnh Duy Đồng buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai. Dương Huy cầm đỏ đi tiên, Lương Nghiên Định cầm đen đi hậu, mời anh chị xem. Chang Jun.
将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây sát cục Dương Huy buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ ba. Lữ Khâm cầm đỏ đi tiên, Lương Nhiên Đình cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây, sát cục Lữ Khâm buông trời nhận thua, video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.